Máy này lúc nhà mình mua là máy cũ đã qua sử dụng, mà chủ cửa hàng nói còn dùng tốt lắm. Nghe giá cả cũng hợp lý nên mua về sử dụng có một lần, thấy không phù hợp nên sáng ngày đem ra cửa hàng để đổi lại một chiếc máy khác. Máy cắt cỏ thì Hoa Sương không có gành, mà nói với anh là mua cái máy nào nhỏ nhỏ cho em cũng có thể cầm cắt được. Mà ông nói không có được. Cái máy nhỏ nhỏ mà Hoa Sương nói á, nó yếu lắm, sợ đáp ứng không có nổi. Nên mua cái máy này á, công suất nó lớn hơn. Có như vậy thì mới chịu nổi, tại khu vườn của mình nó cũng hơi rộng mà cỏ nó lại nhiều nữa. Mà cái máy cũ đã qua sử dụng kia về nó hay bị tắt máy giữa chừng với lại á, nó rất là ồn. Còn lần này thì khác, cái máy này là hoàn toàn mới luôn. Lúc này chạy vô đai thử nè, máy rất là êm luôn. Hồi lúc đầu mà khi nghe mua máy cắt cỏ, Hồi Xuân cũng thấy lo lo, tại vì nghe máy cắt cỏ nó nguy hiểm. Nhưng mà cái đó là hồi xưa thôi, bây giờ người ta tiến bộ hơn, người ta thay thế bằng công cước gì nè. Ra kiểm tra thấy yên tâm hơn, đòi anh đưa cho em cắt thử rồi mà ổng đâu có cho, chỉ biết đứng từ xa để dòm học hỏi. Bình thường thì thấy chị em cũng cầm máy cắt cỏ cắt nhóc hết nên Hồi Xuân cũng muốn thử. Ổng nói có rảnh thì đi quậy nước tí xíu cho anh uống với. Bình thường cái loại nước này Hoa Sương ít có uống lắm, thỉnh thoảng mới uống. Còn cha con hắn thì rất là thích. Con thì kết hợp với lại tắc, còn cha thì uống cam với lại mật ong. Món nước rất là đơn giản, mật ong kết hợp với lại cam, thơm thanh, chua chua ngọt ngọt, hòa tan lại với nhau. Tí xíu mình sẽ dằn vô một tí đá nữa. Làm ở ngoài vườn mà ra rất là nhiều mồ hôi mệt mệt, mà có một cái ly ca mật ong kết hợp với đá lạnh lạnh vậy nữa, giải khát thì còn gì mà bằng. Cái lúc này mình ra, mình thấy anh ta quờ tới đâu là nó gọn xo tới đó luôn. Mình nhìn mình thích quá trời, cũng muốn thử. Mà chắc chiếc này kham không có nổi rồi. Nhìn vậy thôi chứ bên ngoài nó rung mạnh lắm. Đã vậy mà cái máy này chắc cũng hơi nặng. Mà cái tướng Hoa Sương thì có chút teo à. Mà so với cái máy này, đeo cái máy này vô chắc nó rị mình xuống. Bởi vậy lý thuyết với tưởng tượng nó khác nhau ở ngoài đời thật quá chừng. Giờ bỏ cuộc rồi, giao hết cho ổng, đợi ổng mần xong ra đứng ngắm vậy nè, chớ bó tay rồi.